Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Trong quý cuối cùng của năm vừa qua, nền kinh tế Anh đã tránh được suy thoái trong gang tấc với tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng trưởng 0%, số liệu chính thức được Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh đưa ra ngày hôm qua. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, GDP của Anh không tăng trưởng trong quý tư vừa qua, đúng như kỳ vọng sau khi giảm 0,3% trong quý trước đó. Trong khi cả năm 2022, nền kinh tế Anh tăng trưởng 4,1% bất chấp lạm phát ở mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 7,4% năm 2021, nhưng vẫn là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới. Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt hoan nghênh thông tin nước này tránh được suy thoái, nhưng tiếp tục cảnh báo về lạm phát khi giá tiêu dùng cao ngất ngưởng đã gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và phong trào đình công lan rộng. Ông lưu ý kinh tế Anh vẫn chưa hết khó khăn, đặc biệt là về lạm phát, nhưng đang có khả năng phục hồi tốt hơn so với lo ngại của nhiều người. Về kỹ thuật, một nền kinh tế được coi là suy thoái khi có hai quý liên tiếp tăng trưởng âm. Hôm qua, giới chức Australia và New Zealand đã đưa ra cảnh báo về cơn bão nhiệt đới Gabrielle, đồng thời kêu gọi người dân tại những khu vực nằm trong đường đi của cơn bão sẵn sàng ứng phó để phòng mưa lớn và gió giật mạnh vào cuối tuần này. Cơ quan khí tượng Australia đã nâng cấp cơn bão nhiệt đới Gabrielle lên bão cấp 3 với vận tốc gió có thể lên đến 118 đến 159 km/h và giật tới 224 km/h. Đồng thời cảnh báo tâm bão sẽ trực tiếp quét qua đảo Norfolk cách thành phố Sydney khoảng 1.500 km về phía đông. Nhà chức trách đảo Norfolk cho biết khoảng 2.200 cư dân trên đảo này đã chuẩn bị nhiên liệu cho các máy phát điện khẩn cấp và gia cố các thiết bị và vật dụng ngoài trời. Trong khi đó, giới chức New Zealand cũng đã kêu gọi người dân tại các khu vực phía trên đảo Bắc gồm thành phố Auckland chuẩn bị nhu yếu phẩm, thực phẩm và nước uống đủ dùng trong 3 ngày, đồng thời cảnh báo khả năng cắt điện. Dự báo bão Gabrielle có thể ảnh hưởng đến đảo Bắc của New Zealand từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2. Chỉ 2 tuần trước đây, thành phố lớn nhất New Zealand này đã hứng chịu những trận mưa lịch sử, khiến 4 người thiệt mạng và gây lũ lụt trên diện rộng. Giới khoa học Mỹ mới đây đã công bố một nghiên cứu đáng kinh ngạc. ChatGPT, công cụ xử lý ngôn ngữ do trí tuệ nhân tạo AI điều khiển, đã có thể đạt hoặc gần như đạt số điểm đủ để vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề y của Mỹ. Đây được cho là một cột mốc đáng chú ý trong quá trình trưởng thành của AI về mặt lâm sàng. Theo nghiên cứu, ChatGPT đã thực hiện bài kiểm tra cấp phép chứng chỉ hành nghề của các sinh viên tốt nghiệp trường y và bác sĩ thực tập ở Mỹ gồm 3 phần. Đề thi này đòi hỏi kiến thức y khoa của từ các sinh viên y khoa đã dành 300 đến 400 giờ học tập chuyên dụng cho đến các bác sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo y khoa sau đại học ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 350 trong số 376 câu hỏi công khai trong kỳ thi hồi tháng 6 năm ngoái với nhiều định dạng từ trắc nghiệm, câu hỏi mở và câu hỏi bẫy. Kết quả, ChatGPT trả lời đúng từ hơn 50 đến 75% số câu hỏi, trong khi để vượt qua bài kiểm tra này cần trả lời đúng khoảng 60%. Đây là một cơ sở để các tác giả cho rằng các mô hình ngôn ngữ lớn có thể có khả năng hỗ trợ giáo dục y tế cũng như đưa ra các chẩn đoán lâm sàng. Đến hẹn lại lên trung tuần tháng 2 hàng năm, pháo đài cổ San Carlos de la Cabana của Cuba lại đón độc giả đến với hội chợ sách quốc tế La Habana lần thứ 31. Đây là sự kiện văn hóa thường niên tại đảo quốc Caribe nhằm tôn vinh văn hóa đọc cũng như giới thiệu các đầu sách hay, giá trị cho những người ham mê đọc và yêu sách. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Phó Tổng thống Colombia Florencia Márquez đã tham dự lễ khai mạc Hội chợ sách quốc tế La Habana lần thứ 31. Colombia là quốc gia khách mời danh dự của sự kiện năm nay. Vinh dự này từng thuộc về Việt Nam năm 2020. Khẩu hiệu của Hội chợ sách quốc tế La Habana 2023 tiếp tục là đọc để trưởng thành. Hơn 4.200 đầu sách, 4,2 triệu cuốn sách về các chủ đề khác nhau và 1.300 sách điện tử được giới thiệu tới độc giả. Đây là cơ hội để quảng bá văn học, văn hóa mang đậm hơi thở của mảnh đất Caribe và khuyến khích văn hóa đọc, đặc biệt là giới trẻ. Ngày hội văn hóa đọc và xuất bản này sẽ kéo dài từ ngày 9 tháng 2 tới ngày 19 tháng 2 với sự góp mặt của 52 quốc gia, vượt kỷ lục 48 quốc gia ghi nhận năm 2019. Nhân kỷ niệm 50 năm ra đời dòng nhạc hip-hop, tạp chí danh tiếng Billboard đã công bố danh sách bình chọn 50 rapper vĩ đại nhất mọi thời đại, trong đó Jay-Z đứng đầu bảng xếp hạng này.
khi nhắc đến rapper GOAT, rapper vĩ đại nhất thế giới. Không ai khác ngoài Jay-Z. Tạp chí Mỹ liệt kê hàng loạt thành tích của Jay-Z để chứng minh anh xứng đáng với danh hiệu này. Với hơn 14 album quán quân Billboard 200, nhiều nhất trong số các nghệ sĩ solo, bán hơn 140 triệu đĩa, giành 24 máy hát vàng Grammy. Xếp sau Jay-Z là Kendrick Lamar, Nas, Tupac và Eminem. Trong khi Nicki Minaj được giới thiệu là rapper thứ 10, điều này đồng nghĩa cô chính là nữ rapper vĩ đại nhất mọi thời đại. Tính đến hiện tại, Minaj là một trong số ít nghệ sĩ có hơn 100 sản phẩm giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và giành nhiều giải MTV VMA cho các MV chất lượng. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.